Khoảng vài năm trước, không ai là không biết tới hooker của tiền Bella. Gọi là hooker không phải vì cô gái này sở hữu nhan sắc xinh đẹp mỹ miều, mà đơn giản vì Bella tạo ra những phi vụ bùng tiền ăn, tiền nhà nghỉ, tiền taxi đi vào lòng người. Bản tin một thời gian, Bella gây bất ngờ khi sinh con. Mọi chuyện còn là khá lầm xùm, tuy nhiên tên tuổi của Bella cũng dần dần bị quên lãng theo thời gian. Song mới đây trên TikTok, bất ngờ xôn xao đoạn clip chủ nhà nghỉ tố Bella quỵt tiền. Đáng chú ý hơn cả, hooker quỵt tiền lộ vòng hai rất lớn, và trong lúc đo co với chủ nhà nghỉ, Bella đã nói về việc mình đang chữa đẻ. Thông tin này khiến cư dân mạng không khỏi sốc lên sốc xuống. Mày không đến đây mẹ, mày từ sáng mày làm ịch ra mày ở đây, mày ăn vạ nhà tao, tao gọi em tỷ lần mày không xuống. Như người ta thì mày xuống, mày nói thế nào chứ mày không xuống bây giờ. Cho đang có chửi có đẻ trong đấy xuống sao được, cho nói với cô được, cho chờ cho chút, mày còn kẻ tốt chờ, phải để người mang tiền đến trả cho cô chứ. Em có tiền. Không phải nói nhiều, bây giờ mày muốn gọi điện cho ai mang tiền đến đây thì mày ra, thế thôi. Đấy thì cô đi xuống dưới lên tân rồi cho ông lấy tiền trả cho cô. Tại phòng này đưa tiền phòng đây. Phòng này bây giờ người ta không mang lên thì được, bây giờ cô bảo cho cô tiền vô đây, cô kiểm tra cho cô tiền cho trả cho cô. Thế mày để đồ của mày ở đây. Đồ của cháu làm gì, cô thì có mỗi cái điện thoại 1.200 rồi đây, cô kiểm tra trong ví nó có tiền cho trả cho cô. Qua đoạn clip vừa rồi, một số người tỏ ra bán tín bán nghi, bởi lẽ tài khoản TikTok này chưa chắc đã là của chính chủ. Hơn nữa, đây có thể là clip cũ và do họ mới đăng lại, chứ không thể khẳng định đây là Bella của hiện tại đang mang bầu. Dù chưa rõ thực hư như thế nào, nhưng đoạn clip này vẫn gây xôn xao mạng xã hội.